bọn mình khởi hành từ Dresden. Vì Dresden thì khá là gần với Prague, cộng với việc mình là sinh viên của TU Dresden, cho nên là mình có cái gọi là semester ticket. Và các anh chị ở trên hội sinh viên Dresden nói là nếu mà dùng cái semester ticket đấy đi bằng tàu để đến Prague thì sẽ rẻ hơn so với đi bằng Flixbus, nên bọn mình cũng thử xem thế nào. Đây là Bad Schandau, là bến cuối cùng của chuyến tàu S1. Đây cũng là một khu Kurort, tức là một khu nghỉ dưỡng khá là nổi tiếng của bang Sachsen. Chị Duyên đi cùng mình thì bảo là mấy chỗ ngôi nhà này khá là giống Hallstatt ở Áo. Từ bến Bad Schandau này thì mình chỉ có thể bắt những con tàu địa phương đi xuyên biên giới từ cái vùng rìa của bang Sachsen này là sang đến rìa của Tiệp. Lúc này là bọn mình đã đặt chân sang đến Tiệp rồi. Từ đây bọn mình còn phải bắt một chuyến xe lửa nữa mới đến được Praha. Đây là bên trong và bên ngoài của Straßenbahn ở Tiệp. Để đi lang thang trong khu Altstadt là khu phố cổ của Praha thì nhớ là nhìn lên nhé. Praha nổi tiếng với khá nhiều những tác phẩm điêu khắc rất là độc đáo. Bọn mình cũng ở hostel giá rẻ thôi, 9 đến 12 oi một đêm. Trong các con phố du lịch của Praha thì thỉnh thoảng lại có những cửa hàng bán rất nhiều kẹo đầy đủ màu sắc như thế này. Hình như nhân vật chủ đạo của những cửa hàng này là cướp biển hay sao. Tháp đồng hồ thiên văn ở Praha được đặt tại quảng trường. Theo như Wikipedia thì đây là đồng hồ thiên văn cổ thứ 3 và là đồng hồ thiên văn cổ nhất vẫn còn hoạt động trên thế giới. Ảnh này đã từng làm màn hình nền điện thoại của mình một thời gian. Ngày thứ hai bọn mình quyết định đi tham quan lâu đài của Praha. Lâu đài thì nằm ở phía bên kia của thành phố và đi qua một cây cầu. Cầu này có tên là cầu Sắc Lơ, người Việt mình thì hay gọi là cầu tình. Thank you.
khi sang đến bờ bên kia rồi thì bạn có thể đi tàu, nhớ là tàu 12, 13 gì đấy để lên thẳng đến Lâu Đài. Mình cũng bắt tàu nhưng vấn đề bọn mình lại bắt phải chuyến đi về hướng ngược lại, thế là lại quay về bờ bên kia. Đây mới là chuyến đúng. Lâu Đài nằm ở trên núi nên khá là lạnh. Mình nhớ là hôm đấy nhiệt độ chỉ còn có âm 6 hay sao. Và mình đến đúng lúc giữa trưa là thời điểm các chú cảnh vệ về đổi rác. Nhưng bây giờ mình cũng không tìm thấy cái video clip ghi lại cảnh đổi rác đâu cả. Họ buồn. Lâu Đài Praha là một quần thể kiến trúc cực kỳ rộng lớn, gồm có rất nhiều tòa nhà và khu vườn. Theo Wikipedia, hình như lâu đài này còn được ghi nhận vào sách kỷ lục Guinness là tòa lâu đài cổ lớn nhất thế giới. Và tất nhiên, dân cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này mà không tổ chức một cái chợ Giáng sinh ở ngay trong khuôn viên của lâu đài. Thank you. Check-in cầu của chị Duyên. Là bạn say hay là ngôi nhà này có vẻ như đang nhảy múa? Yên tâm là bạn chưa say đâu. Công trình kiến trúc này lấy cảm hứng từ một cặp đôi vũ công rất nổi tiếng là Fred and Ginger. Cuối cùng, Cheeky. Someone really should beat them up more. You protest against our laws, he's a slap.
Yeah. Yeah, buổi tối cuối cùng. Tiếng loanh quanh cùng một chỗ. Xin thông báo là bọn mình đã ở trên Flixbus rồi. Giờ hơn một tiếng loanh quanh ngoài đường chỉ quanh đúng một chỗ. Chuyến đi bão táp. Không thể chấp nhận được.